Dạ xin mến chào anh em. Dạ chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Lời nói đầu tiên, Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và chị em đam mê mai vàng trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Và hôm nay là 10 tây tháng 8 năm 2023. Em có đem về 9 phôi mai vàng lùng lực búp măng rất là đẹp và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em ạ. Chào cô chú anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em clip hôm qua, rất là mau lẹ, rất nhiệt tình. Và hy vọng clip này, 9 cây này kính mong quý cô chú và anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ như mau lẹ nha. Địa chỉ tọa lạc em tại thị xã Tịnh Biên, cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500m nha anh em. Số điện thoại em là 0919 755 533. Em tên Út, đây cũng là số Zalo và Facebook của em nha. Cô chú chị gọi là bonsai Tịnh Biên là có hiện trang cá nhân của em ạ. Vậy rồi không để mất thời gian của quý chú chị, em vào cây số 1 đầu tiên luôn nha. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai xù lùng lực bức măng. Này siêu lùng lực của chú chị. Hàng này hàng đéo bàn hết sảy con 17 luôn. Nguyên cũ chà bá luôn. Cột cành rất là đẹp của chú chị. Ở cái này em bao bông chung chú chị nha, bông rất đẹp nha. Cái này chủ vườn nói là bông dảo ghiên của chú chị, bông 5, 7, 9, 12 cánh nha, bông tự lơ luôn nha chú chị. Cái này xù xù nắp chơi nha, cái ngoài rất đẹp của chú chị. Em xem một vòng nha. Rồi em chờ xin đồng số lên mày. Chiều cao là 24. Chiều cao lên 24 à. Đường kính bầu là 32. Đường kính bầu 32. Cái này của chúng chị về mình ép chậu 4 nha. Quạnh thân là 33. Quạnh 33. Cái ngọn bóp gió như em đo cái ngọn em ơi. Cái ngọn bóp gió còn 14. Cái ngọn bóp gió 14. Cây rất đẹp của chúng chị, cây không sẹo nha. Mấy có cành bằng ngón tay đó, khoảng tay cái thì chúng chị. Em xem đây. Cái này có chú chị thích chơi game mình để game nha, còn muốn ghép về mình ghép theo sở thích cho mình nha. Bông rất đẹp luôn, em góp hình bông lên chú chị nha cô chú chị. Được rồi, cây mai vàng xù lùng lực búp măng mã số 1 đầu tiên em xin mạng phép giao lưu cùng chú chị giá 4.500.000 ạ. Em bao ship của chú chị toàn quốc luôn nha. Cây ngoài rất đẹp của chú chị. Được rồi, xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 2 ạ. Em xin mời ạ. Dạ tiếp tục vào cây mã số 2 ạ. Dạ cây mã số 2 là cây mai xù trực lắc, cốt cành gió ngọn của chú anh chị. Cây này xù khoảng 40% nha. Cây rất đẹp của chú anh chị. Dạ cây này em cũng bao bông cho chú anh chị nha. Cái này cũng bông dảo ghiên của chú anh chị, bông 5, 7, 9, 12 cánh nha, bông từ lơ luôn của chú anh chị. Em xem một vòng nha. Hôm nay mùa của chủ vườn là 9 cây đều bông dảo ghim chú chị. Xin lỗi chú chị, bông dảo lai nha. Bông dảo lai. Cô chú chị thích ghép thì mình ghép nha, còn thích chơi ghim mình để gì chơi nha. Rồi, em cho xin thông số này mà. Cây ngoài rất dễ thương của chú chị. Chiều cao là 32. Chiều cao lên 32 à. Đường kính bầu là 30. Đường kính bầu 30. Cái này của chú chị mình về mình ép chậu 35, chậu 4 cũng được của chú chị. Quạnh thân là 30. Dạ quạnh là 30 ạ. Đòi hảo cốt cành. Cốt chi này là 9. Cốt chi 9 cho chú anh chị. Đây em xem đi. Cây ngoài rất dễ thương của chú anh chị. Em ôm cái mai lên cho chú anh chị. Ôm ngay à. Đây cô chú anh chị nha. Một người bê được nha chú anh chị. Chung hôm nay lên 9 cây là cây bonsai để bàn của chú anh chị. Hàng chuẩn đẹp nha, hàng chuẩn bonsai luôn. Cái này em tiễn lựa được 9 cây của chú anh chị. Được rồi, cây mai vàng mã số 2, cây mai xù mã số 2. Em xin mạng phép giao lưu cùng chú anh chị giá 2.500.000 ạ. Em bao ship của chú anh chị toàn quốc luôn nha. Được rồi, xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 3 ạ. Em xin mời ạ. Được rồi, tiếp tục vào cây mã số 3 ạ. Về cây mã số 3 là cây mai vàng cũng giống dảo lai của chú anh chị. Cốt cành rất là đẹp nha. Cây có một cái củ rất là đẹp của chú anh chị. Đó, cốt cành đóng như sắp vậy đó. Rồi em xem một vòng nha.
cái này cũng có hiện tượng lên sùng nha chú anh chị. Đây đây bể sủ hết trơn của chú anh chị. Đây của chú anh chị nhìn nguyên cũ của chú anh chị đó, của chú anh chị thích trong cao thì để cao nha, còn mấy mình cắt lùng nữa chú anh chị đó, chơi cái quái luôn nha. Cái cũ ngoài đẹp lắm của chú anh chị. Rồi, em cho xin lông sói em. Chiều cao là 32. Chiều cao lên 32 à. Đường kính bầu là 33. Đường kính bầu 33. Cái này của chú chị về mình ép vô chậu 35, chậu 4 cũng được đó chú chị. Em đo hoành tổng này là 43. Đội cũ đi, đội cũ 43 hoành đi chú chị. Này em đo 2-3 thông số đi. Đây vị trí này là 34. Đây, nguyên cũ đặt thôi chú chị. Nguyên cũ đặt vậy là 34 nha. Rồi em đo cái cổ lên. Quanh cổ là 22. Quanh cổ 22 à. Giá mềm sinh viên cho chú chị về mình chơi nha. Chú chị thích chơi viên mình đến viên nha, thích ghép mình ghép nha. Cái này bông giảo lai cho chú chị nha, bông 5, 7, 9, 12 cánh à. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 3. Em xin mạng phép giao lưu của chú chị giá 1.700.000 ạ. À. Em bao ship cô chú chị toàn quốc đâu nha. Vậy rồi xin mời quý cô chú chị bước vào cây mã số 4 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Giờ rồi tiếp tục vào cây mã số 4 ạ. À. Vậy cây mã số 4 cũng là cây mai giảo lai chú anh chị. Cây này có một cái củ đế rất đẹp nha. À, chú anh chị xem nha. Cốt cành là miễn bàn luôn. Cái này cũng đang lên xù rất là nhiều nha, xù khoảng 30% chú anh chị, xù nách chơi nha. Cái củ hết hồn luôn, củ ngoài như củ sứ thôi chú anh chị. Đây, em xem vòng nè. Cốt cành là của chú anh chị miễn bàn rồi chú anh chị. Cái này về của chú anh chị rất là mau chơi nha. Cốt cành giót ngọn luôn. Cây không thẹo dít luôn của chú anh chị. Bao phê bao đẹp chú anh chị nha. Đây, em cho xin ông số luôn nè. Chiều cao là 45. Chiều cao lên 45 à. Đường kính bầu là 37. Đường kính bầu 37. Cô chú chị về mình ép vô chậu 4 chậu 5 vẫn được nha. Nó cái cũ là 45. Cái cũ là 45, cũ đặt thôi chú chị. Hoành thân là 33. Hoành thân dĩ 33 nha. Em đâu hoành eo nhỏ chỗ chỗ nhỏ nhất cho nó đi. Hoành eo là 24. 24 cô chú chị, hoành eo nhỏ nhất nha. Chung củ đế gì cũng hơi khó đo chú chị. Nguyên nó bệnh nguyên cái cũ nè, hết sức cái cũ rồi chú anh chị. Em đo ba thông số cho chú chị tham khảo nha. Đó, cái cũ đế ngoài là miễn bàn luôn. Đây cho chú chị nhìn sùng của chú chị. Sùng rất đẹp nha. Cốt cạnh như sắp chưa. Em bờ mới cũ nè. Dữ lắm đẹp chú anh chị. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 4, em xin mạng phép giao lưu cùng chú chị giá 5 triệu ạ. À. Em bao ship của chú chị toàn quốc luôn nha. Cái này của chú chị thích chơi game mình để game nha, còn thích ghép thì mình dàn ghép theo sở thích mình nha. Cái này có cành có sẵn của chú chị rất là mau chơi của chú chị. Cây đẹp luôn của chú chị. Đi rồi xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 5 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi tiếp tục vào cây mã số 5 ạ. À. Dạ cây mã số 5 là cây mai vàng quái của chú chị. Cây có một cái cò rất là đẹp nha. Cò sắn rất là đẹp luôn. Cốt cành nè, có cành đóng quá chuẩn quá đẹp luôn. Cái này em cũng bao bông chú chị nha, bông đẹp nha. Bông 5, 7, 9, 12 cánh của chú chị. Rồi, em xe vòng đi. Này cũng giảo lai của chú chị. Cái này cái cò này cò hàng hiếm nha. Cái này cô chú anh chị thích cắt lùng về mình cắt lại cái nguyên một củ của chà bá luôn. Tấm này chú anh chị. Tấm này nha. Chờ nguyên củ của chú anh chị. Rồi em cho xin lúc số này. Chiều cao là 38. Chiều cao lên 38 à. Đường kính bầu là 35. Đường kính bầu 35. Em đây vị trí này là 35. Ê, cái cũ như vậy đo 35 bằng của chú chị hơi khó đo nha. Em đo ấy dây dưới đây thử được không? Đây à, được.
Rồi đại vậy đó cho đó chúng chị. Vị trí này thì 28. 28 hoành luôn chúng chị. Em xem đi. Cái này cắt cây lùng lợ rất đẹp đó chúng chị. Củ ngoài rất là có duyên nha. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 5. Em xin bằng phép giao lưu cùng của chú anh chị giá 1.800.000 ạ. Em bao ship của chú anh chị toàn quốc luôn nha. Dạ rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 6 ạ. Em xin mời ạ. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 6 ạ. Dạ, cây mã số 6 là cây mai vàng. Nguyên với cái củ chà bá luôn của chú anh chị. Nhìn giống như một con cóc ngồi của chú anh chị. Cây này cũng bông dảo lai luôn của chú anh chị, bao bông của chú anh chị nha. Bông này 5, 7, 9, 12 cánh luôn ạ. À, em xem đi em. Hết sức cái củ rồi, ngoài cái củ đẹp đó chú anh chị. Rồi, em cho xin thông số anh em. Em đòi cái chiều cao với cái củ của chú anh chị em khảo đi. Chiều cao là 12. Chiều cao 12 ạ. À, đường kính bầu là 36. Đường kính bầu 36. Đây vị trí này là 40. Đây cái củ hoành 40 của chú anh chị. Đây vị trí này là 36. 36 hoành của chú anh chị, nguyên cái bệ nạc luôn nha. Rồi hoành cổ luôn. Đây vị trí này là 28. À, hoành cổ 28 à. Cây ngoài đẹp lắm luôn chú anh chị. Cô chú anh chị thích chơi game mình để game nha, còn thích ghép về mình ghép theo sở thích của mình nha chú anh chị. Nguyên củ nè, hết sức củ rồi, cho anh em quay cho chú chị xem nha. Nguyên củ đặc luôn chú chị. Em mở củ nè. Vậy rồi, cây mai vàng mã số 6. Em xin mạng phép giao lưu cùng chú chị giá 4.500.000 ạ. À, em bao ship của chú chị toàn quốc luôn nha. Vậy rồi, xin mời quý cô chú chị bước vào cây mã số 7 ạ. À, em xin mời ạ. À, dạ, tiếp tục vào cây mã số 7 ạ. À, dạ, cây mã số 7 là cây mai vàng. À, bông cũng dảo lai của chú anh chị. Cây này có một cái dáng thế giống như con thú. Rất đẹp chú anh chị. Cốt cành là miếng bàn nha. Cây này không thẹo dít luôn chú anh chị. Cốt cành như sắp vậy đó. Rồi em xem đẹp. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị. Rồi em cho xin thông số lên mà. Cây này cũng đang lên sùng luôn chú anh chị. Cây này dài cây lắm chú anh chị. Chiều cao là 40. Chiều cao lên 40 ạ. À, đường kính bầu là 41. Đường kính bầu 41. Cái này của chú anh chị về mình vô chậu 45, 50 cũng được của chú anh chị. Đây vị trí này là 40. Đấy, nguyên cái củ, nguyên cái bể đặt đi. Nhiều 40 quá. À, 40 của chú anh chị, 40 ạ. À, hoành cổ là 24. Hoành cổ là 24 ạ. À, cốt cành như sắp chứ chú anh chị. Cây ngoài rất đẹp chú anh chị, rất duyên dáng nha. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 7 em xin mạng phép giao lưu cùng chú anh chị giá 3.500.000 ạ. À, em bao ship cô chú anh chị toàn quốc luôn nha. Dạ rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 8 ạ. À, em xin mời ạ. À, dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 8 ạ. À, dạ, cây mã số 8 là cây mai sù. Nguyên một củ sù rất đẹp của chú anh chị. Sù cứng cây luôn của chú anh chị. Nguyên một củ nè, hết sức cái củ của chú anh chị. Cây này cũng là cây bông dảo lai của chú anh chị. Bao bông của chú anh chị nha. Bông 5, 7, 9, 12 cánh luôn của chú anh chị. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị. Cốt cành giót ngọn nha, cô chú chị nhìn nha. Nguyên cái đích nè, đích như nguyên một con cóc như cô chú chị. Cốt cành giót ngọn nha, em xem đi. Quá đẹp luôn, nguyên cái củ. Hàng chuẩn bonsai luôn chú chị. Em cho xin thông số em luôn. Chiều cao là 26. Chiều cao là 26 à.
Đường kính bầu là 36. Đường kính bầu 36. Cô chú chị về mình ép chậu 4 thôi chú chị. Đâu hoành đây là 42. Đấy, nguyên củ đặt là 42 hoành hả chú anh chị? Đâu hoành cổ là 29. Hoành cổ là 29 à. Cây giót ngọn rất đẹp chú anh chị. Nguyên củ dữ lắm chú anh chị. Hàng tỷ luôn của chú anh chị. Em ơi mới củ lại cho chú chị xem khảo em. Dữ lắm đẹp chú anh chị. Mặt này không đủ tiền rồi. Đó, cô chú chị chơi mặt này đủ tiền rồi chú chị. Được rồi, cây mai vàng sầu mã số 8. Em xin mạng phép giao lưu cùng chú chị. Giá 6 triệu ạ. À. Em bao ship của chú chị toàn quốc luôn nha. Được rồi, xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 9 ạ. À. Dạ em xin mời ạ. À. Được rồi, tiếp tục vào cây mã số 9 ạ. À. Vậy cây mã số 9 là cây mai vắng thú của chú chị. Thú ngồi rất đẹp nha. Cốt cành là giót ngọn chú anh chị. Rồi em xem một vòng nè. Hôm nay lên chín cây, cây nào cũng đẹp chú anh chị. Mỗi cây mỗi giờ đẹp khác nhau nha. Cây này có cây cũ hết sức cái cũ à. Nguyên cái bể rất đẹp chú anh chị. Rồi em cho xin thông số em. Chiều cao là 37. Chiều cao lên 37 ạ. À. Đường kính bầu là 40. Đường kính bầu 40. Củ đặt là 51. Củ đặt 51 ạ. Hoành thân là 41. Hoành 41 ạ. Cái này có một cắt hồi xưa của chú anh chị. Khoảng hai ngón tay em nha. Cái này sành đá chú anh chị nè. Lỗi đá nha. Bầu chú anh chị là cây sạch sẽ nha. Cái này mấy cái chi này nữa chú anh chị về mình cứ thả tự nhiên nha. Mình nữa mà đạp thành cái chi số 1 chú anh chị là chặn thẹo nha. Chung cái cây này cũng đang lên sù của chú anh chị. Đây, sù cứng cây nha, mẹ em chưa có gọi là sù nha. Đó, sù da cóc luôn. Cứng cây luôn chú anh chị. Cây ngoài rất đẹp chú anh chị. Đi rồi, cây mai vàng mã số 9, em xin mạng phép giao lưu cùng chú anh chị giá 3.500.000 ạ. À. Em bao ship luôn chú chị toàn quốc luôn ạ. À. Được rồi, cây mai vàng mã số 9 cũng là cây mai của clip. Dạ, của clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh, nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cái đẹp về phục vụ cho cô chú anh chị nha. Được rồi, em xin chào quý chú anh chị. Hẹn quý chú anh chị clip sau ạ. À. Em xin chào ạ. À.